Anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Anh em thấy bữa nay tôi mặc đồ có đẹp trai không? Rất là ngầu luôn đúng không anh em? Thì anh em nói á, là Minh review Z300, so sánh với Z300 với lại MT03 đi. Thì bây giờ sẵn tiện Minh đã tìm mua được hai em nó, thì Minh sẽ quay review sơ sơ cho anh em xem luôn nha. Rồi tại dạo này trời mưa nhiều quá cho nên quay trong nhà luôn. Ở ngoài trời mưa đổ bao nhiêu hạt mưa anh em thấy không? Đó, rồi bây giờ bắt đầu quay vô review nha anh em. Mày quay gì vậy? Quay review xe. Chết rồi. Từ anh em. Để thay đôi dép, để thay đôi dép cho nó được đồng bộ với lại cái bộ đồ. Rồi hồi nãy á, tại quên nghĩ trời mưa nên mang dép cho thoải mái, bây giờ mang giày vô là phù hợp với bộ đồ rồi, đã đẹp trai trở lại rồi. Rồi bây giờ tập trung vô vấn đề chính, nó có nghĩa là review cái MT03 với lại Z3. Tại nhiều anh em hỏi cho nên Minh mới làm clip, mà Minh không làm là ngày mai chủ xe lấy xe rồi sao mà làm. Anh kia ảnh qua anh đặt cọc xe luôn rồi, thì trùng hợp luôn là hai con đều màu đen, hai con xe này đều màu đen. Thì như anh em thấy không, thì mình so sánh cái đầu tiên đi. Thì hai con xe này á, nó đều là những đời cũ. Đó, Z300 hiện tại đã có Z400, mà MT03 thì hiện tại đã có MT25 gì đó. Mình nhớ là nó ra một con gì đó, nhưng mà hình như là chưa về Việt Nam. Thì cái clip này mình sẽ nói bao quát nha, tại vì mình quay có một lần duy nhất thôi, không có cắt ghép gì hết. Đó, thì mấy thông số kỹ thuật là mình đã gọi là đưa lên kênh hết cho anh em rồi, đưa lên những cái clip quảng cáo cho anh em rồi. Thì con này được mệnh danh là chùm phân khúc, bởi vì sao nó mạnh? Không phải bởi vì nó mạnh mà Yamaha chơi khôn, hiểu không? Phân khúc 300cc mà dung tích của nó tới 321cc thì nghĩ sao nó không chùm phân khúc. Còn cái này 300cc nó có 290 mấy cc phân khối à. Đó, thì đương nhiên con này sẽ yếu hơn, mà cái con yếu hơn á thì nó sẽ tiết kiệm xăng hơn, và cái con mà mạnh hơn thì nó hao xăng hơn, đơn giản vậy thôi. Con này nó đi tầm 27 cây lít, thì con này tầm 23-24 cây lít, lên bô độ là 20 cây lít. Đó, thì ở đây là xe zin nè ha. Anh em theo mình thấy thì cái kính zin của cái MT03 á, anh nói tới đâu em quay tới đó cho nó anh em dễ đó. Cái kính zin của MT03 thấy không, thì mình thấy nó rất là đẹp ha, nhìn rất là đẹp so với cái kính của Z300. Nhưng mà khi anh em mới nhìn vô cái con Z300 này thì nhìn nó rất là thể thao và hầm hố. Nhìn nó, những ai mà không biết xe á, đều lầm tưởng nó là Z1000 hoặc là Z800. Anh em nhìn đi, ở đây có sẵn chiếc Z800 nè, cho anh em coi. Anh em có thể thấy là nó na ná giống nhau không? Anh em thấy nó có na ná giống nhau không? Đó, rất là na ná giống nhau. Nhìn những người không biết xe là tưởng Z800, Z1000 thì rất là đẹp. Thì theo như mình nhớ, hai con này mình đã chạy rồi, theo như mình nhớ thì cái bình xăng con này nè, quay gần vô đây nè, quay tới đâu gần. Cái bình xăng con này á, là nó tới 17 lít á, 17 lít, 16 lít mấy, 17 lít. Còn bình này chỉ có 14 lít thôi. Thì so với số xăng đó thì anh em đi xa rất là ok nha, đổ đầy bình là đi thoải mái luôn, rất là thoải mái. Và hai con này được trang bị ABS trước sau,
thông số lớp trước lớp sau thì hầu như bằng nhau, lớp sau đều là 140 nè anh em thấy không. Đó thì mình coi thông số lớp á, anh em cứ coi chỗ này đó, 140 nè. Coi thông số lớp, coi chỗ này đó. Thì theo như mình thấy, bây giờ mình qua cái phần cái đồng hồ đi ha. Cái đồng hồ thì ở đây cái đồng hồ em con MT03 này rất là đẹp, nó có hiển thị số luôn, những anh em mới tập chơi á, ở đây nè, chỗ này có hiển thị số đầy đủ. Cái đồng hồ nhìn rất là góc cạnh, rất là ok, nhìn rất là đã ha. Đó, còn qua cái con Z300. Đây. Z300. Thì cái đồng hồ của nó chỉ có hiển thị giờ, không có hiển thị số. Thì mới anh em mới tập chơi những phân khúc này á thì phải cảm nhận số bằng cái đầu, một cái đầu lạnh. À. Thì nói gì nữa về hai con này. Vô đi em, thoải mái. Cái này clip bình thường thôi mà, đâu có gì đâu mà. Tiếp theo mình sẽ đi tới cái phần bình xăng là mình nói rồi. Cái này mình cũng nói rồi. Thì cái bình xăng con này thì nó thon hơn, nó gọn hơn. Con này nhìn nó góc cạnh nó gồ ghề hơn. Kể cả cái chỗ này nó vẫn gồ ghề hơn. Và hai con này nếu như á, anh em nghĩ coi, nếu như hai con này mà nó được trang bị phục upside down thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng mà thôi, tại nhà sản xuất người ta giảm chi phí giá thành, người ta không có lên phục upside down, người ta có ABS, ta muốn an toàn hơn cho mình. Đó, hai con đều chưa có phục upside down. Còn cái ở cái con Z300 là cái con MT03 thì mình thấy két nước của con MT03 cực đẹp. Anh em thấy nó ôm vô không? Nó ôm vô luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp. Còn cái dung tích nhớt của nó, để mình nhớ coi, để mình review cho anh em xem. Hình như con này dung tích nhớt của nó thay bình thường là tới 2.4 lít, thay lọc là 2.6 lít. Còn con này hình như là có 2 lít à, 2 lít à, thay nhớt bình thường là có 2 lít thôi. Thì dung tích nhỏ hơn thì nó tốn ít nhớt hơn, tốn ít xăng hơn. Cái điều rất là cơ bản, rất là dễ biết luôn. Mình không phải những người không chơi xe thì người ta cũng biết ha. Ở đây mình phải quay gần cho mấy anh em xem cái vị thắng của MT03. Đó, những anh em mà biết rồi á thì người ta đã biết. Còn mình quay chủ yếu cho những anh em chưa có nhìn thực tế về con xe này. Thì mình thấy cái dĩ thắng của con Z3 nó kiểu bông hơn, đúng không em? Đúng không camera? Nó kiểu bông bông hơn, nó nhìn nó ấy hơn, thấy không? Vỏ bên xe bên mình là tuyệt đẹp, xe bên ra là tuyệt đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái phần đuôi. Cái phần đuôi con Z300 này nè, thì nó hay có một cái lỗi là, có nghĩa là khi mà anh em dắt nhiều nó bị mòn. Anh em mà cầm đẩy xuống đây là cái yên nó hơi bị dễ bị bung. Anh em phải dắt kéo xuống đây, anh em mà đẩy xuống đây là dễ bị bung. Còn cái MT03 mình không thấy cái điều đó nha. Nhưng mà nó bị nó lỏng lỏng mà, thấy không? Nó hơi lỏng lỏng. Đó, nó hơi lỏng lỏng. Còn này thì nó cứng. Nó cứng hơn xíu. Còn ở cái phần đuôi này, con này rất là đẹp. Nó nhọn. Sao mình thấy nha, thiết kế của Yamaha lúc nào nó cũng nhọn hết đó. Từ R6 tới R15 tí Exide nó đều nhọn. Còn cái phần giấy 300 này thì nó giống như kết cấu của kim cương á anh em. Nó cũng nhọn nhưng mà nó không có nhọn quắt. Phần đuôi này mình thấy cũng đẹp hơn cái phần của giấy 300 này, theo mình thôi nha. Còn anh em thấy đẹp hay không là tùy vào mắt của mỗi người. Để tắt nó không hết bình, mấy anh em lấy xe mấy anh em la tôi nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi tới cái khối máy nè. Mình thấy con này nó lộ ra máy rất là đẹp ha. Quá tuyệt vời. Con này thì nó không đẹp bằng, nhìn đơn giản hơn xíu. Đó. Rồi. Tiếp theo. Mấy cái nhỏ nhỏ này mình khỏi nói đi ha. Này nhỏ nhỏ này khỏi nói. Tiếp theo về cái chiều cao. Chiều cao yên á thì để mình hạ ben xuống để mình dễ ngồi cho anh em ha. Bên 1m7, 71 đó. Để ngồi cho anh em xem. Rồi. Rất là thoải mái luôn. Anh em có chiều cao khiêm tốn vẫn có ngồi được, rất là ok. Tại vì hai con này đều là hai con nách kịch thì khỏi lo về cái độ ngồi thoải mái. Con này bên đây chủ xe có lên cái bô đùi gà nè. Để đề lên cho anh em nghe nha. Đã
thấy cái bô này cũng được, mặc dù là hàng thường. ABS trước sau. Rồi tiếp theo là mình sẽ qua con MT03. Mình dán ngồi. Anh em mấy 6, mấy 5 mấy vẫn có thể chạy vi vu. Hôm nay không có ai hết, tự quay và tự làm luôn đó anh em. Ai, cho nên anh em coi kênh YouTube anh em ủng hộ tôi. Tôi có tiền YouTube thì tôi mua quà tặng lại mấy anh em mua xe. Rồi, con này cũng không có cao lắm. Anh em 1m6, 1m5 mấy vẫn có thể chạy được nha. Đó, ngồi rất là thoải mái. Con này là chạy thôi. Ê, cái con này thấy hơi chờm à. Hơi chờm hơn Z300 một xíu à. Một xíu thôi, không có đáng kể, một xíu thôi. Đó, ngồi. Chạy con này mà chạy tua thôi chứ. Bao giết. Bao giết. Thoải mái. Đó, đó là cái cảm nhận của mình. Đó, xong rồi. Còn cái gì để nói nữa đâu. Nói hết trơn rồi. Cái phần đầu đèn này nè, thì nhìn nó hơi bị chững chạc á ha. Nó hơi bị chững chạc một chút xíu. Anh em nhìn vô sẽ hơi bị chững chạc một chút xíu. Còn gì để nói nữa không? Êm nha bum. Rồi. Bum. Về mà cảm nhận về hai con xe này thì mình đánh giá thì 1.9, 1.10 à. Những anh em nói cái đồ Kawa, cái phụ tùng của Kawasaki Z300 này mắc. Thực chất nó không mắc nha anh em. Anh em biết chỗ mua thì nó sẽ rẻ. Những anh em không biết thì mua thì qua mình, mình sẽ hướng dẫn cho. Rất là rẻ luôn. Có thể nói là rẻ như Ad. Phụ tùng của nó mà biết chỗ mua rẻ như Ad. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm nữa một cái mẫu này. Thì hai mẫu này rất là đơn giản. Phụ tùng rất là đơn giản, anh em chơi anh em không có ngại gì hết. Rất là nhiều. Rồi bây giờ qua cái phần CF Moto. Con xe này chưa có ai cọc, mới về luôn anh em. Giá mới thị trường là 115 triệu. Giá thị trường 115 triệu. Bây giờ Minh á chỉ bán 70 triệu thôi. Rất là đẹp và rất là nhiều công nghệ. Cũng ABS trước sau 250 phân khối. Nhìn rất là hầm hố luôn anh em. Thì Minh sẽ làm một cái clip về con này sau. Rất là mới luôn, xe 220. Đi mới có 3.000 cây thôi. Đúng 3.000 cây thôi. Thì con này công nghệ nè, thấy không? Đèn LED rất là đẹp. Anh em không biết cứ sợ CF Moto rồi ra nha. Nè anh em coi cái đồng hồ nè, y như xe hơi. Đồng hồ y như xe hơi. Có hai chế độ chạy nè. Một. Đó, hai chế độ chạy. Đó, hai chế độ chạy. À chà, bóp lộn cái kèn rồi. Đây, mod ở đây, hai chế độ chạy nè. Rain, mod rain là mod chạy trời mưa. Là mod thường. Rất là đẹp ha, anh em có thấy cái đồng hồ nó cực kỳ đẹp, mọi thứ. Mình thích cái chỗ này nữa nè. Một con xe giá rất là rẻ. Giá mới 115 triệu, mới mua xong, qua mình đổi Z800. Mà bây giờ bán lại chỉ có 70 triệu thôi. Anh em thấy không? Cái trắng bùn này giống như của MT09 á. Rất là chắc chắn luôn, cái trắng bùn zin, cái bản số ở đây luôn. Đây, xi nhan, không phải xi nhan độ, xi nhan zin mà nó đã đẹp đi rồi. Rất là đẹp luôn, nhìn rất là thích. Nhìn nó tuyệt vời. Mình sẽ làm một cái clip về em này sau, review cảm nhận. Thì mình mới chạy thử thôi, chưa dám phán. Mới chạy thử thấy nó bốc lắm á. Bốc, cực kỳ bốc. Con này mà được ra điện là ok. Không có nghe tiếng nha, phải em đứng gần mới nghe tiếng nha. Nó dụ mua xe á, thằng này nó nói hay lắm. Nó nói vậy. Đúng đúng đó. Quay xa xa vô mày. Rồi, bây giờ như anh em hỏi H2 đúng không? Bán luôn. Thì cái này sẽ dành một cái clip dành cho em nói sao. Nhưng mà những anh em mà đã thấy rồi á, nhiều anh em hỏi là Minh ơi có bán con H2 này không. Thì giờ bán luôn. Giá của nó là 805 triệu. Đó. Rồi. Anh em mua thì inbox. Minh sẽ làm một cái clip về con này riêng ha. Một cái clip đặc biệt về cái con xe này. Tại vì bây giờ hiện tại á, xe rất là nhiều, quá tải anh em. Cho nên phải bán bớt thôi. Rất là nhiều, không có chỗ để nữa. Không có chỗ để, phải để dưới hầm nữa anh em. Ở đây là full chỗ rồi. Hôm bữa mình còn dắt ra để ở phía trước luôn á. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Thì anh em muốn review xe gì thì anh em hãy comment bên dưới. Thì Minh sẽ bán nhà bán đất mua xe về quay review cho anh em xem. Ok.